Kính chào quý vị khán thính giả. Ngày nay với một chiếc điện thoại nhỏ bé như thế này, chúng ta có thể tiếp cận được với vô số các ứng dụng được tạo ra mỗi ngày. Vậy làm sao để chúng ta có thể biết được ứng dụng nào là có ích, ứng dụng nào là vô ích đối với mọi người chúng ta? Để trả lời được câu hỏi đó, Phobosite TV sẽ làm công việc chọn lọc và đem đến cho quý vị những ứng dụng thích hợp nhất cho việc sinh hoạt, giải trí và cũng như là công việc hàng ngày. Xin mời quý vị theo dõi chương trình đánh giá sản phẩm cùng với chúng tôi. Hôm nay Phobosite TV sẽ mang đến cho quý vị một ứng dụng mang tên là GPS Navigation. Thông thường thì để tìm đường trên một chiếc điện thoại di động, chúng ta cần phải có kết nối Internet. Nhưng với ứng dụng này thì chúng ta không cần kết nối Internet mà vẫn có thể sử dụng được nó. Trước hết, chúng ta cần phải tải ứng dụng này xuống từ App Store của iPhone. Thì đây là tên của ứng dụng đó. Thì giá của nó là 99 cent. Đây có thể nói là một ứng dụng với một khoản tiền đầu tư rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Sau đây là cách xài ứng dụng GPS Navigation mà không cần dùng đến Internet. Hiện tại chúng ta đang ở Bosa. Vậy nếu chúng ta muốn đến một địa điểm ở thành phố Los Angeles thì như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ vào một phần menu và mở phần tìm kiếm ra. Thì ứng dụng này có một cái hạn chế là bạn sẽ không thể gõ chính xác địa chỉ của nơi mà bạn muốn đến, mà bạn phải đánh địa chỉ thành phố và hoặc là cái zip code nơi mà bạn muốn đi đến nơi đó. Thì ở đây tôi sẽ đánh tên thành phố là Los Angeles. Thì cũng giống như ứng dụng bản đồ chỉ đường của iPhone, ở đây chúng ta có nhiều tùy chọn về các tuyến đường đi. Thì sau khi chúng ta set địa điểm cho bản đồ, chúng ta sẽ thấy đây là đoạn đường đi từ Bosa đi đến Los Angeles. Và khi chúng ta di chuyển, khi trên đường chúng ta thay đổi tuyến đường đi hoặc là chúng ta có một sự thay đổi nào đó trong tuyến đường thì cái ứng dụng này cũng sẽ tự động cập nhật cái tuyến đường đi và thay đổi cái tuyến đi đó cho chúng ta. Mà đặc biệt một điều là với ứng dụng này chúng ta có sẽ đi đến được nơi chúng ta cần đến mà không phải thông qua Internet. Đó là ứng dụng GPS Navigation. Với một hạn chế nho nhỏ là không gõ vào cụ thể địa chỉ, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể đi đến được nơi mà chúng ta muốn trong điều kiện không cần dùng đến Internet. Một lần nữa, chương trình đánh giá sản phẩm của Phobosite TV hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.